Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đang theo dõi chương trình giải thích ý nghĩa thanh lễ của Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa cộng đoàn, một câu hỏi được đặt ra, tại sao khi cử hành thanh lễ, chúng ta lại dâng lễ vật? Để trả lời câu hỏi này, trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một vài nét về lịch sử và ý nghĩa việc dâng lễ vật. Trước hết chúng ta tìm hiểu việc dâng lễ vật trong mấy thế kỷ đầu. Bữa tiệc ly là thánh lễ đầu tiên. Nếu có phần chuẩn bị lễ vật, thì có thể coi việc thánh phê rô và thánh doan chuẩn bị phòng tiệc, bàn ăn và đặt thức ăn lên bàn là việc chuẩn bị lễ vật. Việc chuẩn bị lễ vật ra đời với bữa ăn huynh đệ, tiếng Latin là agape. Những người dự bữa ăn huynh đệ mang thức ăn tới nơi diễn ra bữa ăn và chia cho nhau cùng ăn, chỉ giữ lại một phần cho nghi thức bẻ bánh. Tuy nhiên, ban đầu, việc chuẩn bị lễ vật chưa có nghi thức nào cả đơn giản chỉ là mang bánh rượu và nước lên bàn thờ sau phục vụ lời chúa như chứng từ của thánh justino trong tác phẩm hộ giáo thánh nhân nói như sau khi đã cầu nguyện xong người ta mang tới bánh mì rượu nho và nước vì chủ tọa dâng lên chờ những lời cầu nguyện và cảm tạ tùy sức của ngài và tất cả dân chúng đáp lại bằng lời hô lớn Amen. Từ cuối thế kỷ thứ hai, bắt đầu hình thành nghi thức dâng lễ vật và sẽ được gia tăng vào thời Trung Cổ. Một trong nhiều lý do đã làm nảy sinh sự tiến triển này là ngộ đạo thuyết. Thuyết này chủ trương thế giới hữu hình bắt nguồn từ ác thần, thế giới vô hình bắt nguồn từ Thiên Chúa. Như vậy, thuyết này phủ nhận công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thánh Irene, giám mục giáo phận Lyon, nhấn mạnh giá trị của thực tại vật chất như được dùng trong bí tích thánh thể gồm hai yếu tố, vật chất là bánh và thần thiêng là mình Chúa. Việc liên kết hai yếu tố này được thực hiện nhờ lời Thiên Chúa. Thế kỷ thứ bốn, bữa ăn huynh đệ không còn nữa, các tín hiếu vẫn tiếp tục mang lễ vật khi tới tham dự thánh lễ. Việc dâng lễ vật lúc này mang thêm ý nghĩa mới làm việc bắc ái ngoài các lễ vật dành cho thánh lễ các tín hữu mang thêm các lễ vật dành cho các nhu cầu của giáo hội hàng giáo sĩ và người nghèo việc dâng lễ vật vừa là nghĩa vụ vừa là vinh dự của các tín hữu vì chỉ có các tín hữu mới được dâng lễ vật thánh sipriano khiển trách một bà giàu có tới dự thánh lễ mà không mang theo lễ vật ngài nói như sau bà là người giàu có, bà tưởng bà có thể cử hành bữa tiệc của Chúa khi bà đến mà không mang theo của lễ, thế mà lại nhận một phần của lễ do người nghèo mang tới. Bà hãy nhìn xem bà quá trong tin mừng. Thánh Augustino quả quyết là mẹ ngài không ngày nào không mang lễ vật tới bàn thờ. Công đồng Ma Công năm 585 ra lệnh cho đàn ông và đàn bà khi đi tham dự thánh lễ phải mang theo của lễ. Nhiều công đồng khác cũng nhắc lại mệnh lệnh này, tuy càng ngày nó càng mất hiệu lực. Cũng nên biết, ngoài bánh và rượu, theo tác phẩm truyền thống các tông đồ, các tín hữu còn mang theo dầu, bánh, sữa, hoa, quả, tiền bạc và nhiều thứ khác. Nhiều công đồng địa phương tìm cách hạn chế lại. Trong tác phẩm Hiến chế các tông đồ năm 380, chỉ cho phép dâng bánh rượu hương lúa trái nho trái ô lưu và nến sáp vì mỗi người đều mang theo lễ vật nên việc dâng lễ vật kéo dài khá lâu nhiều khi gây xáo trộn mất trật tự nhằm giải quyết vấn đề này người ta bắt đầu tổ chức các cuộc rước có các bài hát đi kèm để duy trì sự trang nghiêm sốt sáng trong số các lễ vật thầy phó tế chỉ mang lên bàn thờ một số lễ vật cần thiết cho việc hiến tế. Chúng ta sang điểm thứ hai, việc dâng của lễ vào thế kỷ thứ bảy và thế kỷ thứ tám. Vào thế kỷ thứ bảy, các tín hữu không còn mang lễ vật lên bàn thờ nữa, nhưng Đức Giáo Hoàng và các tác viên sẽ nhận lễ vật tại một vài vị trí trong nhà thờ. Chúng ta sang điểm thứ ba, việc dâng lễ vật trong thời Trung Cổ. Vào thời Trung Cổ, khi thánh lễ trở thành sở hữu riêng của hàng linh mục, giáo dân không còn tích cực tham dự vào phụng vụ cũng như tham gia vào việc dâng lễ vật như trước nữa. Thêm vào đó, từ khoảng thế kỷ thứ 9, bánh có men được thay thế bằng bánh không men là loại bánh có thể để được lâu hơn và để tỏ lòng cung kính, bánh được làm thành hình tròn màu trắng nên không cần giáo dân dâng lễ vật nữa. Hệ quả, thay vì dâng bánh giáo dân dâng tiền qua việc quyên góp trong thánh lễ hoặc qua việc xin lễ, mối liên lạc giữa việc dâng lễ với sự hiện diện để tham dự thánh lễ bị lãng quên. Nhiều kinh nguyện được đưa vào thánh lễ để linh mục đọc thầm với mục đích thay thế cho việc dâng lễ vật của giáo dân. Ở à sang điểm thứ 4, việc dâng lễ vật hiện nay. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 73 và 74 nói như sau. Bắt đầu phần phục vụ thánh thể, các lễ vật được đưa lên bàn thờ và sẽ trở thành mình và máu Chúa Kitô. Trước hết phải chuẩn bị bàn thờ hay bàn ăn của Chúa, tâm điểm, nơi diễn ra toàn bộ phần phục vụ thánh thể. Phải trải trên đó một khăn thánh, đặt khăn lau chén, sách lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ được dọn ở bàn phụ. Tiếp đến là đem lễ vật lên, nên để giáo dân dâng bánh và rượu, linh mục hay phó tế nhận tại một nơi thuận tiện và đưa lên bàn thờ. Mặc dù ngày nay, giáo dân không còn mang bánh rượu của mình đến để dùng vào việc phục vụ như xưa, nhưng việc dâng lễ vật vẫn giữ được giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Cũng được nhận tiền bạc hay các phẩm vật khác do tín hữu mang đến hay được quyên ngay trong nhà thờ để giúp người nghèo hay nhà thờ. Những phẩm vật này được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. Khi đoàn rước lễ vật tiến lên thì hát ca tiến lễ và kéo dài bài hát ít là cho tới khi đặt lễ vật trên bàn thờ. Quy luật về cách hát ca tiến lễ cũng giống như cách hát ca nhập lễ. Luôn có thể hát ca tiến lễ cả khi không có rước của lễ lên. Như vậy, Việc dâng lễ vật mang hai nghĩa chính. Thứ nhất, các tín hữu mang bánh và rượu lên bàn thờ, điều này muốn nói lên rằng các tín hữu được mời gọi tham gia tích cực vào thánh lễ. Thứ hai, ngoài bánh và rượu, các tín hữu có thể mang thêm các lễ phẩm khác, cả tiền bạc. Điều này muốn mở rộng mục tiêu của việc tiến dâng, nghĩa là không chỉ để kết hiệp với hy tế thánh thể, nhưng còn nghĩ đến các nhu cầu khác của giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa tìm hiểu tại sao khi cử hành thánh lễ, chúng ta lại dâng lễ vật. Xin cảm ơn cộng đoàn đã chú ý theo dõi và xin kính chào cộng đoàn.